Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 1126 đạn bắn không chết. Ba chữ vua Bắc Lương lọt vào tai, Daniel nhẹ nhàng tháo bịt mắt bên mắt trái xuống, siết chặt hai nắm đấm. Nhiều năm trước, mắt trái của hắn từng bị một cây kim châm của Tiêu Chính Văn đâm xuyên qua. Nếu không phải lúc đó hắn lập tức rút cây kim châm đó ra thì bây giờ mộ hắn đã xanh cỏ, có thể đốt lửa trại được rồi. Tiêu Chính Văn ư, bản soái phải khiến hắn chết không được toàn thây. Bùm! Một luồng khí mạnh mẽ bao trùm cả sảnh lớn. Bàn ghế và tài liệu bị luồng khí này cuốn bay ra ngoài cửa sổ. Binh lính báo tin sợ đến mức ngồi quỵ xuống đất, một khi Long Soái năm sao nổi giận thì đáng sợ đến mức nào. Vừa rồi, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được một cơn gió như lưỡi dao sắc bén lướt qua má mình, loại cảm giác đau đớn giống như bị dao cào trên mặt. Nếu không thể cho năm con ngựa xé nát xác hắn thì chặt thành trăm mảnh cũng là một lựa chọn không tồi. Hoặc là treo đầu hắn ở cửa thành, như vậy có thể khiến đám quân Phá Long đáng hận kia phải đầu hàng, đúng không? Nói đến đây, khóe miệng Suýt hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt hung ác. Vù! Hai bóng người cùng lúc nhảy ra khỏi cửa sổ, đồng thời bay về phía cửa thành phía nam. Lúc hai người bọn chúng lao đến chiến trường thì đã có hàng ngàn xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Đám quân xâm lược còn lại đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ chết khiếp, lần lượt lùi lại. Lúc này, bọn chúng lấy đâu ra tâm trí để chiến đấu nữa chứ? Đây là sát thần đánh mãi không chết. Đạn bắn không chết. Đại bác không có tác dụng. Đạn pháo cũng không làm được gì. Trong lòng hàng ngàn quân xâm lược đã tràn ngập sự tuyệt vọng. Bây giờ bọn chúng chỉ có thể bỏ vũ khí xuống, quay đầu bỏ chạy. Rầm rầm. Hai tiếng động lớn vang lên, hai thân hình cao lớn vững chãi đáp xuống bục cao cách đó không xa. Sự xuất hiện của hai bóng người này cuối cùng cũng ổn định lại được lòng quân. Nguyên soái, chúng tôi đã thử đủ mọi cách, nhưng không thể giết chết được hắn. Một vị sĩ quan bước lên, khóc lóc báo cáo với Smith. Hắn thật sự đã khóc, nếu Smith và Daniel còn không đến thì hàng ngàn người này có lẽ sẽ bỏ thành mà chạy mất. Nếu bị đánh bại bởi quân Phá Long với quân số ngang ngửa thì hắn đã không có gì để nói. Vì quân Phá Long bất khả chiến bại. Có quân đội của nước nào mà chưa từng bại dưới tay quân Phá Long chứ? Nhưng lần này bọn chúng lại bị đánh bại chỉ bởi một người, đây đúng là sự sỉ nhục cho quân đội bọn chúng. Thậm chí ngay cả số hiệu cũng sẽ bị xóa bỏ. Lui xuống đi, các người đã nỗ lực hết sức rồi. Tiếp theo, các người chỉ cần nhìn xem chúng tôi xé nát hắn thành từng mảnh như thế nào là được. Thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Chương 1127 chịu chết đi. Smith nói với vẻ ung dung thoải mái. Tập hợp xếp hàng phía sau 200 mét. Tên sĩ quan kia chỉ vào khoảng đất trống cách đó không xa rồi hét lớn. Tất cả binh lính thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bọn chúng cũng không cần phải đối mặt với kẻ lập dị bất bại này nữa, cuối cùng cũng giữ được tính mạng rồi. Thậm chí còn có binh lính rơi nước mắt vì xúc động. Hai vị bại tướng này cùng nhau đến đây tự tìm đường chết sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười, nhìn Smith và Daniel. Tiêu Chính Văn, bọn tao là Long Soái năm sao, mày có chắc một địch hai nổi không? Hai năm không gặp, thực lực của bọn tao đã tiến bộ nhiều rồi. Đáng tiếc là thực của mày vẫn dậm chân tại chỗ. Smith nở nụ cười tự mãn, dương dương đắc ý. Hắn không tin Tiêu Chính Văn có thể đỡ được đạn. Vì cao thủ cảnh giới thiên vương mới có thể làm được điều đó. Tiêu Chính Văn sao có thể đạt cảnh giới thiên vương được chứ? Nhìn khí thế lúc này của Tiêu Chính Văn, nhiều nhất cũng chỉ là Long Soái năm sao mà thôi. Thậm chí còn thấp hơn. Cảnh giới không vững mà còn dám hoành hoang vậy sao? Thật à, vậy thì tao sẽ cho bọn mày mở mang tầm mắt, hiến tế cho dao của tao. Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa rút con dao quân đội năm cạnh ra. Tiêu Chính Văn, chắc mày còn nhớ mắt của tao. Daniel rút cây rìu lớn sau lưng ra, hai tay nắm chặt cán rìu, mắt phải nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Hôm nay, ngay cả đầu mày cũng sẽ không còn nữa.
Tiêu Chính Văn nói xong, cả người lướt nhanh như cơn gió lốc, chỉ để lại bóng người mờ nhạt. Trong đêm đen, Tiêu Chính Văn một người một dao, khí thế hừng hực lao nhanh tới. Lúc này, không khí dường như ngưng tụ lại xung quanh Tiêu Chính Văn, thậm chí còn cho người ta cảm giác toàn bộ không khí trong vòng 100 mét đều bị rút sạch. Chết đi! Daniel nâng chiếc rìu lớn của mình lên, gầm thét như tiếng gấu. Một chiếc rìu khổng lồ nặng 190 cân chém về phía con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Chịu chết đi. Smith rút thanh kiếm kỵ sĩ dài sắc lạnh ra, chém về phía Tiêu Chính Văn. Keng! Con dao quân đội năm cạnh chạm vào lưỡi rìu khổng lồ, không phát ra tiếng động lớn mà chỉ phát ra tiếng leng keng nhỏ. So với chiếc rìu khổng lồ, con dao quân đội năm cạnh thật nhỏ bé. Phía sau, những đôi mắt của hàng ngàn quân xâm lược cứ thế sáng ngời, tràn ngập hy vọng nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mắt, chờ đợi con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn bị chiếc rìu khổng lồ chém nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1128. Smith không giống với Daniel. Nhưng bọn chúng đều không ngờ được rằng sau một tiếng động lớn, bọn chúng chỉ nhìn thấy chiếc rìu của Daniel đột nhiên bay lên không trung, văng xa hàng 100 mét. Bản thân Daniel cũng giống như một quả đạn đại bác, lao thẳng xuống mặt đất một góc 45 độ. Rầm. Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, người Daniel nặng nề ngã trên mặt đất, con đường lát đá hoa cương bị đập thành một cái hố hình người gần 3 mét. Daniel nôn ra máu, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt kinh hãi. Phụt. Lúc Daniel cố gắng di chuyển cơ thể, một cơn đau xuyên thấu từ cơ quan nội tạng truyền đến, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa. Ngay lúc đó, thứ va chạm với chiếc rìu khổng lồ trong tay hắn dường như không phải là con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn mà là một thiên thạch nhỏ. Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn bộc phát toàn bộ khí thế kinh người và thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của con dao, tinh thần Daniel cực kỳ chấn động. Đây không còn là sức mạnh mà Long Soái cấp 5 sao nên có. Đây là một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chiếc rìu khổng lồ trong tay hắn giống như hạt bụi nhỏ bé trong không trung khi đối mặt với sức mạnh đó, rồi biến mất trong tích tắc. Mày không phải là Long Soái cấp 5 sao? Daniel khó khăn nói với giọng điệu run rẩy. Nhưng lời nói của hắn vẫn truyền đến tai Smith. Cái gì? Tiêu Chính Văn không phải Long Soái cấp 5 sao ư? Trong lòng Smith vô cùng hoảng hốt, nhưng kiếm đã lao đi nên không thể thu hồi lại được. Con dao quân đội năm cạnh vừa đập tan chiếc rìu khổng lồ như có sinh mệnh, lập tức quay lại đấu với thanh kiếm kỵ sĩ. Ai nói với mày, tao là Long Soái cấp 5 sao hả? Lẽ nào trong mắt mày, Long Soái cấp 5 sao là thiên hạ vô địch? Trên mặt Tiêu Chính Văn vẫn nở nụ cười giễu cợt, đám ếch ngồi đáy giếng đám xâm lược sông núi của Hoa Quốc đều đáng chết. Không. Smith gầm lên một tiếng từ sâu thẳm linh hồn. Trước mắt hắn, ngôi sao lạnh lẽo kia đang dần dần mở rộng, con dao quân đội năm cạnh dường như đã mở ra một cánh cửa thông vào địa ngục cho hắn. Mặc dù thanh kiếm kỵ sĩ của hắn vẫn chưa va chạm với con dao quân đội năm cạnh, nhưng cảm giác không khí bị rút sạch khiến hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Smith không giống với Daniel. Ở Mễ Quốc có những cường giả cấp cao hơn, mà cảm giác này hắn chỉ từng cảm nhận được từ trên cơ thể người đó. Cảm giác này không phải vì tốc độ, mà bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh. Vì vậy, mới có cảm giác đè nén khi không khí bị rút sạch. Mặc dù không thể tiếp chiêu, nhưng Smith vẫn ép mình điều chỉnh lại lưỡi kiếm, cố gắng hết sức dùng lưỡi kiếm để chống lại con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn. Có lẽ, như vậy hắn may ra vẫn có thể giữ được tính mạng. Keng! Âm thanh vẫn cực kỳ lanh lảnh, nhưng lúc này, người đang tự mình đối mặt như Smith mới có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Daniel vừa nãy. Thanh kiếm của hắn tựa như đâm trúng một thiên thạch. Keng! Chương 1129 đó chính là đầu của Daniel. Ngay khi Smith cảm thấy cánh tay của mình sắp bị bẻ gãy bởi chấn động của sức mạnh vô song này, thanh trường kiếm kỵ sĩ của hắn đã gãy đôi. Ôi, không!
Smith tuyệt vọng phát hiện con dao quân đội năm cạnh chết tiệt đó đã thực sự chém gãy thanh bảo kiếm của hắn. Còn cơ thể của hắn do quán tính nên sắp hứng lấy mũi nhọn của con dao quân đội năm cạnh. Phập. Smith thậm chí không kịp nhắm mắt, con dao quân đội năm cạnh đã xuyên qua ngực trái của hắn. Ngay lúc đó, hắn đã nhìn thấy con dao quân đội năm cạnh khẽ điều chỉnh phương hướng, phát hiện nhỏ này khiến hắn kinh hãi tột độ, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Có lẽ hắn đang thỏa mãn, hóa ra đối phương là một cao thủ cảnh giới thiên vương. Chỉ có cảnh giới thiên vương mới có thể ngự vật. Được chết trong tay cảnh giới thiên vương là một niềm kiêu hãnh lớn nhất trong đời hắn. Bịch. Cơ thể Smith ngã nhào xuống đất, cho tới lúc tiếp đất, trên mặt hắn vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện. Anh là, đã tạo ra, kỳ tích. Hắn chưa nói hết câu thì đã tắt thở. Ực. Một binh lính nuốt nước bọt. Cảnh tượng vừa nãy chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí chưa đầy một phần nghìn giây đồng hồ. Hình ảnh trong mắt những binh lính theo dõi trận chiến phía sau bọn chúng vẫn còn đọng lại ở khoảnh khắc chiếc rìu khổng lồ của Daniel bị hất tung lên. Sau 3 giây, trong mắt bọn chúng dường như là một đoạn phim quay chậm, sau khi Smith bị con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên qua ngực, máu bắn tung tóe đầy trời, thi thể rơi ầm xuống đất. Không, không thể nào. Nguyên soái Smith, chết rồi ư. Trong đám đông, một tên lính bật khóc với vẻ tuyệt vọng. Hai long soái cấp 5 sao đều đã bị đánh bại. Hơn nữa, dù hai người đó hợp sức, vẫn không phải là đối thủ của một mình Tiêu Chính Văn. Rầm. Tiếng bước chân của Tiêu Chính Văn vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, vang vọng trong lòng mọi người rất lâu, tựa như tiếng chuông của thần chết. Hàng nghìn quân xâm lược, không một kẻ nào dám bỏ chạy, không một kẻ nào dám giơ súng lên để chiến đấu. Tất cả bọn chúng đều đờ đẫn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt tuyệt vọng. Tao đã nói rồi, hôm nay, ngay cả đầu của mày cũng sẽ phải rơi xuống. Tiêu Chính Văn nở một nụ cười sâu xa với Daniel trong cái hố hình người. Daniel nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không cam tâm, hắn muốn hỏi một câu cuối cùng. Tại sao anh lại có thể đạt được cảnh giới cao như vậy khi chỉ mới 20 mấy tuổi? Tuy nhiên, hắn đã không còn sức để nói nữa. Xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, đau đớn thấu tim gan, lại thêm nội tạng tổn thương bởi chấn động khiến hắn không thể lên tiếng được nữa. Soạt! Một luồng ánh sáng bạc vụt lên giữa bầu trời đêm. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn duỗi cánh tay ra, ngón tay khẽ nắm lại. Một vật hình tròn bỗng tự bay ra khỏi cái hố lớn rồi rơi vào lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Đó chính là đầu của Daniel. Cho đến khi chết, con mắt phải duy nhất của hắn vẫn đang mở to. Hơn nữa, đến khi đầu của hắn rơi vào lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn, hắn thậm chí còn chưa đổ một giọt máu. Rầm. Hàng nghìn quân xâm lược đã chứng kiến tất cả, phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng sụp đổ, hai long soái cấp 5 sao đều đã bị giết chết. Chúng nên làm thế nào? Chúng còn có thể làm thế nào được nữa? Nổ súng ư? Dùng tên lửa ư? Đạn pháo ư? Chúng đã thử hết những thứ này rồi. Chạy thôi. Không biết là ai trong đám người lên tiếng trước tiên, sau đó hàng nghìn binh lính lần lượt ném súng trên tay rồi bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng thậm chí không muốn mang theo dù chỉ một viên đạn, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của bọn chúng. Chương 1130 chủ soái Oai Phong. Bùm. Tiêu Chính Văn tiện tay ném một quả lựu đạn, một đám lửa đã bốc lên ở trên phía cửa thành. Đó là tín hiệu của chủ soái. Mọi người xông lên với tôi nào. Hoa Hồng Đỏ là người lao ra khỏi rừng cây trước tiên, đuổi giết về hướng cẩm quan ở dưới núi. Xông lên. Giết. 3.000 quân Phá Long bị chèn ép trong một thời gian dài. Bỗng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, đuổi giết về phía cẩm quan. Trên đầu cổng thành của toàn bộ cửa phía nam, đã không còn thấy bóng dáng của bất kỳ binh lính canh gác nào nữa. Không những thế, những binh lính canh gác ở cổng phía đông, cổng phía tây và cổng phía bắc đều bị ảnh hưởng bởi những binh lính thua trận đang chạy tán loạn khỏi cổng phía nam, bọn chúng cũng lần lượt vứt hết vũ khí trong tay, liều mạng chạy trốn ra ngoài thành. Mau trốn thôi! Nguyên soái Smith và nguyên soái Daniel đều chết cả rồi.
Một con quái vật bất tử đã xuất hiện ở cổng phía nam, tin chúng tôi đi, mau chạy thôi. Úi, đừng cản tôi, tránh ra, mẹ kiếp, mau tránh ra. Hàng nghìn binh lính tay không tấc sắt cùng đổ về cửa phía bắc. Tuy nhiên, cổng thành quá hẹp, bọn chúng hoàn toàn không quan tâm đến kỷ luật gì nữa, càng không muốn nhìn người khác vượt qua cánh cổng thông đến cuộc sống mới này trước mình. Lúc này, hàng nghìn quân Phá Long xông vào cửa phía nam, đã bị choáng váng bởi cảnh tượng trước mắt, hàng nghìn xác chết nằm la liệt dưới đất, chỉ có một mình Tiêu Chính Văn đứng hiên ngang trước gió. Chủ soái Oai Phong. Chủ soái Oai Phong. Nhìn bằng mắt, làm gì còn bóng dáng của tên quân địch nào nữa. Bên trong cẩm quan có hơn 10.000 binh lính, cho dù 1.000 người đã chết thì vẫn còn 8-9.000 người chứ. Bây giờ, nhiệm vụ của mọi người không phải là tấn công cẩm quan, mà là đuổi giết quân bại trận, không được phép tha cho bất cứ kẻ nào. Mau đuổi theo. Tiêu Chính Văn đưa tay chỉ về hướng cổng phía bắc. 3.000 quân Phá Long lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi giết về hướng đó. Còn Tiêu Chính Văn nhảy lên cổng thành, lao thẳng về phía cửa bắc với tốc độ nhanh nhất. Những binh lính ở trong thành nhất định phải bị giết ở đây, bọn chúng phải trả giá bằng mạng sống cho vô số hành động xấu xa tàn ác của mình. Păng păng păng. Sau khi Tiêu Chính Văn xông ra khỏi cửa phía bắc và giết chết hàng trăm binh lính còn sót lại đã trốn ra ngoài, khu vực gần cổng phía bắc, chợt có tiếng súng vang lên dữ dội. Ngay sau đó, tiếng than khóc và tiếng hét thảm truyền ra hàng chục km xung quanh. Chưa đến 10 phút, tiếng súng dần chấm dứt, khi Tiêu Chính Văn quay lại cửa phía bắc một lần nữa, phía dưới cổng thành đã chất đầy thi thể của đội quân Liên Hợp 5 quốc gia. Báo cáo chủ soái, tất cả quân địch ở bên trong đều đã bị tiêu diệt. Hoa Hồng Đỏ báo cáo với Tiêu Chính Văn. Bổ sung súng. Tiêu Chính Văn lạnh giọng dặn dò. Vâng. Chương 1131 nếu không ông đây giết cậu đấy. Chủ soái, người dân trong thành. Vài tiếng sau, quân Phá Long tiến vào thành dọn sạch chiến trường, tâm trạng Hoa Hồng Đỏ cực kỳ đau buồn, nghẹn ngào đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn cúi thấp đầu xuống. Trong thành cẩm quan có hơn 76.000 dân. Lúc quân Phá Long đến đánh chiếm lại cửa thành thì trong thành chỉ còn lại thi thể nằm la liệt, máu chảy thành sông. Khắp thành không còn một ai sống sót. Hoa Hồng Đỏ và 200.000 quân Phá Long không một ai còn chất chứa niềm vui chiến thắng nữa, có chăng chỉ còn lại nỗi đau thương và uất hận. Đến nay, Hoa Quốc đã tồn tại mấy chục năm nhưng chưa từng trải qua nỗi đau cùng cực của việc nhà tan cửa nát, người dân chết nhiều như thế. Chỉ vì quân Phá Long thất bại mà khiến vô số người dân Hoa Quốc bị tàn sát thê thảm, nhiều tướng sĩ quân Phá Long không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Chủ soái, chúng tôi đáng tội chết. Rầm. Tất cả tướng sĩ quân Phá Long đều quỳ xuống đất. Ai nấy cũng cầm chặt khẩu súng trong tay, siết chặt nắm đấm vang lên tiếng răng rắc vọng khắp quảng trường dưới cửa thành. Trận chiến này thất bại không phải lỗi của mọi người. Mọi người đã cố gắng hết sức rồi nên đừng hổ thẹn với bộ quân phục mình đang mặc. Nhưng từ giờ phút này trở đi, ai trong số chúng ta cũng đều mang trên mình nỗi hận sâu sắc, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ xâm lược nào bước chân vào Hoa Quốc mà có thể sống sót rời khỏi Hoa Quốc. Giết hết! Giết hết! Giết hết! 200.000 quân Phá Long đồng thanh hô vang. Tiêu Chính Văn nhấc cánh tay lên nói với mọi người, lập tức đun lửa nấu cơm. Sau khi ăn no thì nghỉ ngơi tại chỗ. Ngày mai vẫn còn cuộc chiến cam go đang đợi mọi người, giải tán. Rõ. May là trong thành cẩm quan vẫn còn mấy chục tấn lương thực và các vật dụng tiếp tế khác. Có lẽ là quân địch không kịp vận chuyển đến tiền tuyến. Hoa Hồng Đỏ, lập tức báo cáo hết mọi chuyện ở đây cho Long Các. Hiện giờ tâm trạng Tiêu Chính Văn rất nặng nề. Nhìn thấy người dân vô tội bị tàn sát thảm hại. Tiêu Chính Văn cảm thấy khó chịu đến mức không thở nổi. Dù lúc nãy chỉ nói mấy câu ngắn mà cũng như rút cạn hết sức lực của anh. Vâng. Hoa Hồng Đỏ lập tức báo cáo lại việc đã chiếm được cẩm quan và thảm kịch trong thành cẩm quan cho Long Các theo ý của Tiêu Chính Văn. Ở Long Kinh, lúc này Giang Vạn Long mệt mỏi ngồi tựa vào ghế ngủ say. Một sĩ quan tình báo nhanh chân bước vào sảnh lớn chỉ huy, thấy Giang Vạn Long đang ngủ say vừa định xoay người đi ra ngoài. Đứng lại! Giọng Giang Vạn Long bỗng vang lên phía sau sĩ quan tình báo đó. Ông Giang,
báo cáo quân sự của tiền tuyến gửi về, quân Phá Long đã giành lại được Cẩm Quan, nhưng sắc mặt sĩ quan tình báo đó rất khó coi, cúi đầu rơi nước mắt. Sao vậy, Tiêu Chính Văn bị thương à? Hay là Giang Vạn Long đứng bật dậy. Nếu Tiêu Chính Văn cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ông trời đang có ý tiêu diệt luôn cả Hoa Quốc. Không ạ, vua Bắc Lương vẫn ổn, là gì, mau nói xem nào, nếu không ông đây giết cậu đấy. Giang Vạn Long đang rất nóng ruột. Cả Long Kinh, hàng triệu đôi mắt đều đang nhìn chăm chăm vào Long Các ngóng chờ báo cáo quân sự ở tiền tuyến. Lúc này anh ta cứ ấp úng không nói như thế, sao ông ấy không tức giận cho được. Tất cả người dân trong thành đều bị tàn sát, không còn ai sống sót. Sĩ quan tình báo nói, sau đó hai tay đưa báo cáo quân sự của Hoa Hồng Đỏ cho ông ấy. Cái gì? Chương 1132-18 đời ông nội nhà ông. Giang Vạn Long hít sâu một hơi, giơ tay giật lấy báo cáo quân sự. Sau khi đọc hết từng câu từng chữ trong đó, ông ấy run bần bật vì tức giận. Đám khốn nạn này! Ông ấy nghiến răng gằn lên bốn chữ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang sĩ quan tình báo, ra ngoài đi. Phải giữ bí mật chuyện này, ai dám cả gan để lộ chuyện cả thành Cẩm Quan bị tàn sát thì bị xử lý theo quân pháp. Vâng. Sĩ quan tình báo vội vàng xoay người ra khỏi sảnh lớn. Từ trước đến nay người dân Hoa Quốc sống trải dài từ Nam ra Bắc, dù là người trong một gia đình nhưng cũng có thể cách nhau hàng trăm cây số. Mặc dù Cẩm Quan chỉ có mấy chục nghìn người nhưng sao dám đảm bảo được trong số đó không có bà con họ hàng sống ở Long Kinh chứ? Lúc này dù Tiêu Chính Văn đã xoay chuyển được tình hình nhưng đại quân ở cửa Vọng Kinh vẫn còn đó, lúc này Long Kinh vẫn còn nằm trong sự uy hiếp của liên quân năm nước. Lòng dân yên ổn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang Vạn Long vẫn quyết định đến Thiên Tử Các báo lại chuyện này với Thiên Tử. Cũng giống như bao người dân ở Long Kinh, Thiên Tử cũng đang đợi tin tức từ tiền tuyến. Tiêu Chính Văn, cuộc chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Cầu mong trời phù hộ cho chiến thần Hoa Quốc, bảo vệ Hoa Quốc rộng lớn. Thiên Tử chắp hai tay sau lưng đứng ngoài Thiên Tử Các ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên. Thiên Tử nhìn sang. Thấy là Giang Vạn Long thì vội vàng bước đến kéo tay Giang Vạn Long nói, ông Giang, thế nào rồi? Giang Vạn Long có thể nhận ra sự run rẩy trong lời nói của Thiên Tử tuyệt đối không phải là giả vờ. Chuyện này liên quan đến quốc vận Hoa Quốc, liên quan đến sự sống chết của hàng triệu người dân. Thiên Tử phúc lớn, Tiêu Chính Văn đã đánh chiếm được Cẩm Quan. Giang Vạn Long lấy báo cáo quân sự còn vương hơi ấm nhiệt độ từ trong ngực ra, hai tay đưa đến trước mặt Thiên Tử. Tốt, tốt lắm. Tay Thiên Tử khẽ run nhận lấy báo cáo quân sự từ tay Giang Vạn Long. Ban đầu là cực kỳ vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ Cẩm Quan bị tàn sát, Thiên Tử bỗng đổi sắc. Tàn sát cả thành luôn sao? Làm vậy là vi phạm luật pháp quốc tế. Thiên Tử lập tức nổi giận, siết chặt báo cáo quân sự trong tay. Thiên Tử, chuyện này đã không còn cứu vãn được nữa. Nếu có thể gọi Tiêu Chính Văn về sớm một ngày thì có lẽ người dân Cẩm Quan đã. Nghe thấy thế, vẻ mặt Thiên Tử hơi thay đổi, sau đó tia sát khí thoáng qua trong mắt. Nói bậy, tại sao Tiêu Chính Văn không đánh chiếm lại Vũ Quan theo kế hoạch trước đó mà lại chạy đi đánh chiếm Cẩm Quan, hắn làm trái mệnh lệnh. Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ không hợp vang lên. Thậm chí Giang Vạn Long không cần đoán cũng biết chắc là ông Lạc. Ông có biết là quân Phá Long đã hết lương thực không? Lẽ nào ông muốn 200.000 quân Phá Long chịu đói chạy hơn 300 cây số đi đánh Vũ Quan? Giang Vạn Long cố gắng kiềm chế cảm xúc, nếu không ông ấy đã nhào đến đánh ông Lạc luôn rồi. Cái gì mà chủ soái tài ba, chủ soái thì phải chịu đựng được những nỗi đau mà người thường không thể chịu được mới có thể làm nên chuyện lớn. Tiêu Chính Văn làm thế chỉ bứt dây động rừng, dẫn quân địch đến Cẩm Quan. Phá hoại kế hoạch bao vây tiêu diệt địch của Thiên Tử, hắn gánh nổi trách nhiệm này sao? Thậm chí hành vi của hắn có khả năng sẽ khiến kẻ địch chó cùng rứt dậu, tập hợp tất cả đội quân về Cẩm Quan tấn công Long Kinh. Một khi Long Kinh thất thủ thì dù hắn có chiến thắng vĩ đại đi chăng nữa cũng không có ích gì. Hắn làm thế rõ ràng là đang hãm hại Long Kinh chúng ta, thậm chí là Hoa Quốc sẽ rơi vào nguy hiểm. Ông Lạc trợn trừng hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Vạn Long.
mẹ kiếp, 18 đời ông nội nhà ông. Mắt Giang Vạn Long đỏ ngầu, cực kỳ tức giận nuốt nước bọt, vung tay lên định đánh ông ta. Bộp, Giang Vạn Long vẫn chưa chạm vào mặt ông Lạc thì đã bị thiên tử ngăn lại. Chương 1133 cả ba người đồng loạt nhìn Mars. Các lão, ông hơi hỗn láo rồi đấy. Ông Lạc là thầy của tôi, không phải là người mà ông có thể tùy tiện đánh. Thiên tử lạnh lùng liếc nhìn Giang Vạn Long, giọng nói thể hiện rằng hắn rất không vui. Thiên tử nhưng ông ta. Giang Vạn Long suýt nữa nghiến vỡ răng. Ra ngoài. Thiên tử lạnh lùng quát. Giang Vạn Long hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, rồi xoay người bước ra khỏi thiên tử các. Ông Lạc liếc nhìn bóng lưng Giang Vạn Long, vẻ mặt có phần đắc ý, sau đó nói với thiên tử, lần này Tiêu Chính Văn đã chiếm được Cẩm Quan, chúng ta có nên chuẩn bị cho việc rời đô hay không? Thiên tử khẽ cau mày, quay đầu nhìn ông Lạc rồi nói, rời đô ư? Tại sao, Tiêu Chính Văn đã thắng trận rồi, tại sao còn phải rời đô? Nếu Tiêu Chính Văn bại trận thì cần phải rời đô thật. Suy cho cùng, phía trước Long Kinh đã không còn bất kỳ địa thế hiểm yếu nào nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh hạ bởi quân địch. Nhưng Tiêu Chính Văn đã chiếm được Cẩm Quan, quân địch rất có thể sẽ quay lại cứu viện. Mặc dù Cẩm Quan không sánh được với Vũ Quan, nhưng trên đường rút lui có một cái đinh như vậy, liên quân năm nước cũng buộc phải chú ý. Một khi quân địch dốc toàn lực sống mái một trận, e là quân giữ thành của Long Kinh sẽ. Ông Lạc mới nói được nửa câu. Một sĩ quan đã đến báo tin, thiên tử, Từ Kiêu Long đã về đến Long Kinh, đang ở bên ngoài thiên tử các chờ được gặp thiên tử. Nghe vậy, thiên tử tỏ vẻ vui mừng, nói, mau mời vào. Thời gian không còn nhiều, Từ Kiêu Long sải từng bước dài và mạnh mẽ đến thiên tử các, ông ta quỳ một gối rồi nói, thiên tử, mà tướng Từ Kiêu Long đến muộn, xin thiên tử thứ tội. Thực ra, Từ Kiêu Long từng nghĩ, khi quân địch tiếp cận cửa Vọng Kinh, ông ta sẽ dẫn quân đến Long Kinh, chỉ là ông ta đã bị phó tướng ngăn lại. Suy cho cùng, nếu không có lệnh của thiên tử mà tự ý dẫn quân vào Long Kinh, một khi có người tố cáo Từ Kiêu Long thì hậu quả sẽ không lường được. Chủ soái Từ, chuyện này không thể trách ông, mau đứng lên đi. Thiên tử bước đến bên cạnh Từ Kiêu Long, rồi đỡ Từ Kiêu Long đứng lên. Thiên tử, bây giờ tôi sẽ dẫn quân đánh vào cửa Vọng Kinh, trong vòng một ngày. Nhất định sẽ chiếm được nơi này, đảm bảo chắc chắn Long Kinh không bị uy hiếp. Từ Kiêu Long cũng là một long soái năm sao, ông ta cho rằng, việc chiếm được cửa Vọng Kinh chỉ là chuyện nhỏ. Không, ông và đội quân của ông hãy tạm đóng ở Long Kinh trước, đợi Tiêu Chính Văn đánh hạ được Vũ Quan, lúc quân địch quay lại chi viện, rồi giành lại cửa Vọng Kinh cũng không muộn. Nghe vậy, mặc dù trong lòng Từ Kiêu Long hơi nghi hoặc, nhưng nếu thiên tử đã sắp xếp như vậy thì ông ta cũng không thể nói gì khác được. Đội quân của ông ta tiến vào Long Kinh, điều này cũng khiến cho tinh thần chiến đấu của đội quân giữ thành càng lên cao. Dù sao một trăm mấy chục nghìn lực lượng mới đến viện trợ, vẫn tốt hơn nhiều so với một đội quân đơn độc cố thủ trong thành. Lúc này, thông tin Cẩm Quan thất thủ đã truyền đến cửa Vọng Kinh. Nghe tin Cẩm Quan thất thủ, bốn long soái cấp 5 sao do Mars đứng đầu đều vô cùng sửng sốt. Mặc dù vị trí địa lý của Cẩm Quan không quan trọng, nhưng từ Cẩm Quan trách về phía Bắc, chính là Tán Quan. Nếu Tán Quan bị chiếm mất, thì đường về nhà của bọn chúng sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Mars, tôi đề nghị quân ta nên quay lại chi viện ngay lập tức, để không bị mất Tán Quan. Tôi cho rằng chúng ta nên tập trung toàn bộ binh lực chiếm lấy Long Kinh, chỉ cần Long Kinh bị đánh hạ. Quân đội của Hoa Quốc dù có chiếm lại nhiều vùng đất đã mất hơn thì vẫn là uổng công thôi. Mars. Trước khi người thứ ba kịp lên tiếng, Mars đã khẽ xua tay và nói, bây giờ vẫn còn quá sớm để quay lại viện trợ, nếu toàn quân tấn công Long Kinh, một khi quân phá Long đuổi đến từ phía sau thì quân ta sẽ bị bao vây cả hai mặt trước và sau. Vậy, cả ba người đồng loạt nhìn Mars. Cứ chờ đã, nếu quân phá Long không tiếp tục chiếm được các thành khác, chúng ta sẽ tấn công mạnh vào Long Kinh, nếu quân phá Long bất ngờ chiếm được Tán Quan, quân ta sẽ lập tức quay lại viện trợ. Mars nói một cách vô cùng quyết đoán. Bởi vì không có bất kỳ kẻ nào trốn thoát khỏi Cẩm Quan, vì vậy, không một ai biết được tình hình cụ thể bên trong thành Cẩm Quan. Càng không một ai hay tin sau khi Tiêu Chính Văn đích thân dẫn quân, đã giết chết hai long soái cấp 5 sao và chiếm lại Cẩm Quan.
Chương 1134 Một đêm yên tĩnh. Một đêm yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, 200.000 quân Phá Long đã sẵn sàng lên đường. Vết thương của đám người Long Nhất đã được cải thiện đáng kể sau khi sử dụng loại thuốc trị vết thương đặc chế của Tiêu Chính Văn. Ngoại trừ Long Tam vì bị thương quá nặng vẫn không thể nhúc nhích, những người khác ít nhất cũng đã miễn cưỡng đi lại được. Long Nhất, mấy người các anh hãy chăm sóc bản thân và bảo vệ Long Tam thật tốt. Tiếp theo, nhiệm vụ quan trọng nhất của các anh là dưỡng thương, để có thể giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng trong trận quyết chiến sau này. Trước khi xuất phát, Tiêu Chính Văn nói với đám người Long Nhất. Chủ soái, chúng tôi cũng có thể ra trận. Đúng vậy, vết thương nhỏ trên người của chúng tôi không là gì cả. Chủ soái, hãy để chúng tôi được như những người khác, cầm vũ khí lên để giết kẻ thù. Đám người Long Nhất lần lượt xin được ra trận. Nhìn thấy những người vô tội ở trong thành Cẩm Quan bị giết chết, trong lòng đám người Long Nhất cũng uất nghẹn. Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, vừa nãy tôi đã nói rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh bây giờ chính là dưỡng thương. Trận chiến Cam Go thật sự còn ở phía sau. Chủ soái, đám người Long Nhất vẫn còn muốn xin ra trận, nhưng lại bị Tiêu Chính Văn xua tay ngắt lời. Hoa Hồng Đỏ, cô hãy dẫn 100.000 quân đi vòng đến phía tây bắc của Vũ Quan và mai phục ở dãy núi Bình Hành, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để kẻ thù phát hiện được hành tung của quân ta. Các binh sĩ còn lại, hãy theo tôi tiến đánh Vũ Quan. Mọi người nhớ kỹ, mang theo đủ lương thực, hành quân bí mật, không được để quân địch phát hiện tuyến đường hành động của quân ta. Tiêu Chính Văn lớn tiếng tuyên bố. Rõ. 200.000 quân Phá Long hùng hổ ra khỏi thành Cẩm Quan, rẽ vào đường nhỏ, tiến thẳng vào rừng. Từ hai con đường phía đông và phía tây đánh thẳng về hướng Vũ Quan. Mặc dù Cẩm Quan đã trở thành một thành trống, nhưng liên quân năm quốc gia vẫn thận trọng, không dám tùy tiện tiến quân. Mãi đến trạng vạng ngày hôm đó, một toán quân nhỏ mới tiến vào thành Cẩm Quan. Chỉ là lúc này tòa thành đã trống không, ngay cả một bóng lính canh cũng không thấy. Sau khi bàn bạc xong, Tổng bộ Liên minh năm quốc gia cuối cùng đã xác nhận đây chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng của quân Phá Long, chỉ để chiếm lấy gạo và vật tư của quân đội. Nhưng lúc này, đã có hai đội quân, lặng lẽ đi vòng qua cứ điểm của Liên minh năm quốc gia, với tốc độ cực nhanh, bao vây Vũ Quan từ cả hai phía đông và tây. Tướng giữ thành Vũ Quan là Timu Long soái cấp 5 sao của nước Tây Hoa. Lúc này, hắn nghiễm nhiên không biết thần chết sắp giáng xuống đầu mình. Bởi vì từ nhỏ hắn đã sống trên thảo nguyên, nên hắn đặc biệt thích ăn thịt cừu nướng, lúc này, hắn đang ở trong doanh trại, vừa ăn thịt cừu nướng vừa lên kế hoạch sẽ đi đến đâu để giành lấy chút công lao sau khi đám người Mars chiếm được Long Kinh. Chủ soái, nguyên soái Mars đã ra lệnh bất kỳ ai cũng không được uống rượu trong quân đội. Đêm hôm trước, những người bảo vệ Cẩm Quan có lẽ bởi vì uống rượu nên đã để mất thành. Một phó tướng bước tới khuyên nhủ. Timu quay đầu liếc nhìn phó tướng rồi cười khẩy, Mars xưa nay vẫn nhát như thỏ đế, Cẩm Quan bị mất, đó là bởi vì ở nơi đó quá gần quân Phá Long, 200.000 đánh với 10.000, không có lý do gì để không mất cả. Vũ Quan có 30.000 quân, hơn nữa, cách Cẩm Quan đến hơn 100 km, lẽ nào bọn chúng có thể mọc cánh hay sao? Timu thậm chí còn không thèm bận tâm đến mệnh lệnh của quân đội, hắn tiện tay nâng bầu rượu, rồi uống thêm một ngụm rượu sữa ngựa. Mãi tới tận khuya, Timu đã say khướt, nửa con dê nướng chưa ăn xong vẫn còn trên đống lửa, mấy binh lính thân cận ở một bên cũng lười biếng ngáp ngắn ngáp dài. Chủ soái, buổi tối trời lạnh, anh về lều trại nghỉ ngơi đi. Một tên lính thân cận tiến tới, đỡ Timu dậy và nói. Timu miễn cưỡng mở đôi mắt say mềm, ngáp to rồi gật đầu nói, được, về, quay về lều. Nửa con dê này thưởng cho mấy người đó. Còn cả đống rượu kia nữa. Nói xong, Timu được hai binh lính thân cận đỡ vào trong lều lớn. Vào lúc này, trên đầu tường thành Vũ Quan chỉ có mấy chục binh lính vừa ngáp vừa đi tuần tra qua lại. Theo bọn chúng, ngọn lửa chiến trận sẽ không lan tới chỗ bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy được. Đội quân Phá Long đã chiếm đóng được Cẩm Quan thì mục tiêu kế tiếp cũng là mục tiêu tốt nhất hẳn phải là Tán Quan. Chương 1135 phải làm sao đây? Chứ không phải đi sâu vào Vũ Quan. Suy cho cùng, ngay cả chủ soái của chúng cũng không ra lệnh tăng cường phòng bị,
do đó, binh lính trong thành càng lười biếng hơn. Cho tới khi đêm đến, tất cả vẫn yên tĩnh bình thường, thậm chí có vài binh lính tuần tra còn chạy thẳng lên tường thành, dựa vào tường và ngáy khò khò. Tới lúc rạng sáng, 200.000 quân Phá Long đã lặng lẽ di chuyển tới dưới thành Vũ Quan, mà lính canh gác trên thành lại không hề phát giác. Hoa Hồng Đỏ đi vòng tới cạnh Tiêu Chính Văn, nói chủ soái, quân địch hoàn toàn không phát hiện ra chúng ta có lập tức tấn công vào thành luôn không? Tiêu Chính Văn xua tay, nói, không cần vội, lát nữa tôi vào thành trước, sau khi mở cửa thành, cô dẫn theo 10.000 quân tiến vào trong, nhóm người còn lại mai phục xung quanh thành, chỉ cần có lính bị đánh bại chạy trốn thì tiêu diệt toàn bộ ngay tại chỗ. Vâng. Hoa Hồng Đỏ lập tức sắp xếp nhiệm vụ cho các tướng lĩnh dưới trướng. Trong chốc lát, đội quân 200.000 người đã chia thành 4 nhóm, lần lượt phục kích. Chỉ có 10.000 quân tinh nhuệ Phá Long đi theo Hoa Hồng Đỏ, chuẩn bị tấn công vào thành giết chết kẻ địch. Tiêu Chính Văn nhún người nhảy lên tường thành. Lúc này, lính canh gác trong thành vẫn đang ngáy khò khò, trên tường thành cũng không có người tuần tra. Sau khi Tiêu Chính Văn tiện tay giải quyết mấy tên lính canh gác còn đang ngủ say, anh chạy nhanh xuống dưới cửa thành, vừa mở cửa thành vừa ra lệnh cho mọi người, trước hết đừng bứt dây động rừng, cố gắng chiến đấu không phát ra tiếng động, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không được nổ súng. Mọi người nhao nhao gật đầu, cùng đi theo Tiêu Chính Văn, lần mò về hướng doanh trại của Tổng Chỉ huy ở trong thành. Tuy trên đường đi cũng gặp phải tiểu đội tuần tra nhưng đều bị giải quyết hết không một tiếng động. Lúc khoảng cách giữa bọn họ với doanh trại của Timu còn chưa tới 100 mét. Bỗng nhiên, một tên lính gác trên đài quan sát phát hiện dường như có bóng người ở chỗ xa, lập tức chiếu đèn pha về phía nhóm người Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, một con dao quân đội năm cạnh đâm thẳng vào cổ họng của tên lính gác đó. Trong khoảnh khắc trước khi chết, tên lính gác đã bóp cò súng. Tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, Timu bỗng bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Ai đang nổ súng? Người đâu? Người đâu? Không lâu sau, một binh lính hớt ha hớt hải chạy từ ngoài cửa vào, nói với Timu, chủ soái, không xong rồi, chúng ta. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên tiếng la hét giết chóc vang lên 4 phương 8 hướng. Timu còn chưa tỉnh táo lại, xung quanh doanh trại đã vang lên tiếng súng. Tránh ra! Timu vội đẩy tên lính kia ra, cầm thanh giáo dài của hắn lên. Vội vã xông ra khỏi doanh trại. Hắn vừa ra ngoài đã nhìn thấy vô số binh lính của liên quân vừa ra khỏi doanh trại liền bị bắn chết tại chỗ. Còn có một bóng đen cầm con dao quân đội năm cạnh trong tay, đang đứng ngay đầu tiên xông lên chém giết. Con dao quân đội năm cạnh điên cuồng chém đầu đám binh lính liên quân năm nước. Khi thấy bóng đen cách doanh trại trung tâm của mình càng lúc càng gần, cuối cùng Timu đã thấy rõ dung mạo của người tới. Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc thấy Tiêu Chính Văn, trong lòng Timu chợt cảm thấy ớn lạnh. 2 năm trước, hắn từng đánh nhau với Tiêu Chính Văn, hơn nữa vết thương cũ trên vai trái của hắn đến nay vẫn chưa lành. Nhìn gương mặt này khiến Timu chợt thấy sợ chết khiếp. Phải làm sao đây? Trong thành Vũ Quan chỉ có một mình Long Soái năm sao là hắn, căn bản không có người trợ giúp, một mình đối mặt với Tiêu Chính Văn thì Timu chỉ còn con đường chết. Chương 1136 máu văng tung tóe. 2 năm trước hắn có thể thoát được một mạng là vì có 4 trợ thủ cùng hắn vây đánh một mình Tiêu Chính Văn. Chủ soái, chúng ta. Binh lính thân cận đứng phía sau còn chưa nói dứt lời, Timu đã làm ra hành động khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Hắn thuận tay ném thanh giáo dài phát ra tiếng, keng, sau đó chạy tới trước mặt Tiêu Chính Văn, hét lớn, quân của tôi xin đầu hàng. Đầu hàng. Tiếng hét của Timu long trời lở đất, hầu như vang khắp cả doanh trại. Không ít binh lính ngơ ngác liếc nhìn Timu, sao chủ soái nhà mình đến đánh cũng chưa đánh mà đã chọn đầu hàng rồi. Ngay lúc mọi người còn đang nhao nhao bỏ vũ khí xuống thì Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, xin lỗi, trận chiến này, Hoa Quốc của tôi không đồng ý cho ai đầu hàng. Giọng của Tiêu Chính Văn vang lên trong bầu trời đêm, súng trong tay 10.000 quân Phá Long vẫn bắn ra đạn như cũ. Thỉnh thoảng có binh lính liên quân trúng đạn ngã xuống. Tiêu Chính Văn, anh làm vậy là trái với hiệp ước quốc tế, chúng tôi đều là người tác chiến, chỉ cần buông vũ khí xuống là mấy người phải đối đãi tốt với chúng tôi. Lúc này Timu thật sự rất sốt ruột. Đầu hàng là lựa chọn tốt nhất của hắn,
cũng là cách duy nhất có thể giữ lại tính mạng. Nhưng tên Tiêu Chính Văn này lại không chấp nhận việc hắn đầu hàng. Khi thấy 10.000 quân Phá Long sau lưng và Tiêu Chính Văn hoàn toàn không để ý tới hành động đầu hàng của hắn, Timu chỉ còn cách cầm thanh giáo lên lần nữa, đôi mắt hung tợn nhìn Tiêu Chính Văn, nói, mày không sợ tao nói ra hành động đuổi cùng giết tận này của mày sao? Nói ra ư, vậy anh phải sống quay về mới được. Vừa dứt lời, bóng dáng Tiêu Chính Văn nhanh như chớp lao về phía Timu. Timu nuốt nước bọt, dùng sức nắm chặt thanh giáo trong tay, tức giận giống lên rồi tiến tới chống đỡ. Dù biết rõ là đấu không lại nhưng ít nhất cũng phải liều một phen. Chỉ cần nhân lúc Tiêu Chính Văn không phòng bị, hắn sẽ nhân cơ hội chạy trốn, sau lưng còn có 30.000 binh lính thay hắn cản Tiêu Chính Văn lại, ít nhất chạy ra khỏi vòng vây cũng không thành vấn đề. Sau khi đưa ra quyết định, Timu thuận thế vung thanh giáo lên, liều mạng lao đến đâm vào trước ngực Tiêu Chính Văn. Khóe miệng Tiêu Chính Văn hơi nhếch lên, cho mèo này của Timu sao có thể giấu anh được chứ? Một người mới vừa nãy còn muốn quỳ xuống đầu hàng sao lại có dũng khí liều mạng chiến đấu? Soạt! Con dao quân đội năm cạnh nghênh chiến với thanh giáo trong tay Timu, luồng ánh sáng sắc lạnh va chạm trực tiếp vào thanh giáo. Hai vật vừa chạm vào nhau lập tức vang lên một âm thanh lanh lảnh. Cũng giống thanh kiếm kỵ sĩ của Smith, thanh giáo dài trong tay Timu bị đứt gãy. Nhưng thế tiến công của con dao quân đội năm cạnh không hề giảm, nó đâm thẳng tới cổ họng của Timu. A! Timu sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, hắn đang định dùng nửa thanh giáo trong tay để cản lại. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm nửa nhịp. Chỉ nghe thấy một tiếng phập, trong chớp mắt, con dao quân đội năm cạnh đã đâm xuyên qua cổ họng Timu. Máu văng tung tóe. Chương 1137 mọi thứ trước mặt dần mờ đi. Bộp! Timu trợn tròn mắt không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn đang đi về phía hắn. Chỉ là lúc này hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Mọi thứ trước mặt dần mờ đi. Tiêu Chính Văn, anh. Timu không dám tin mọi chuyện lại là thật. Vũ khí của hắn cũng là vũ khí cấp thiên, sao có thể bị gãy chứ? Chỉ có một khả năng là Tiêu Chính Văn đã đột phá đến cấp bậc cao hơn, mà cấp bậc này là cấp bậc mà hắn không với tới được. Bịch, cả người Timu ngã xuống đất, đội cảnh vệ thân cận xung quanh thấy chủ soái đã chết cũng đồng loạt bỏ chạy tán loạn. Quân Phá Long đánh vào doanh trại cũng chỉ truy giết một lúc rồi bắt đầu dọn dẹp chiến trường, không đuổi đánh nữa. Binh sĩ của liên quân chạy một đoạn xa, thấy phía sau không còn ai đuổi theo thì mới cảm thấy yên tâm hơn. Sau đó đám người này được hai tướng lĩnh cảnh giới chiến thần dẫn đầu lại bỏ chạy về phía cửa phía bắc. Nhưng khi chúng vừa ra khỏi cửa phía bắc thì bỗng phát hiện đã bị mai phục từ bốn phía. Chỉ một đợt công kích, 30.000 người của liên quân đều bị giết chết ngoài cửa thành. Vũ quan cách cửa vọng kinh chỉ 150 cây số, phía vũ quan bỗng vang lên một tràng tiếng súng khiến ma giật mình tỉnh giấc, sau đó vội vàng chạy lên lầu trên tường thành nhìn về phía vũ quan. Chuyện gì vậy, chỗ vũ quan sao lại có tiếng súng thế? Mau bảo ai đó đi thăm dò xem. Vũ quan mà bị chiếm thì bọn chúng sẽ bị chặn hết đường lui. Một khi không có hậu phương tiếp viện thì dù ở vọng kinh có nhiều lương thực đi chăng nữa cũng không thể giải quyết vấn đề được đạn dược. Đại quân 100.000 người, bên trong không được tiếp tế lương thực, bên ngoài không có binh sĩ đến ứng cứu, chưa kể đến việc không thể tấn công Long Kinh, chỉ riêng tự bảo vệ mình thôi cũng là vấn đề khó. Chủ soái. Bọn tôi đã thử liên lạc bằng điện đài với bên vũ quan nhưng mãi mà không có ai trả lời. Một sĩ quan tình báo bước đến nói. Cái gì? Chán Mars lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng phất tay nói, mau đi thông báo cho ba vị chủ soái còn lại, lập tức mở cuộc họp quân sự khẩn cấp. Chuyện đã đến nước này, Mars bắt buộc phải từ bỏ Long Kinh, dẫn binh sĩ đi chiếm lại vũ quan, nếu không sẽ bị bao vây chết ở cửa vọng kinh. Xin lơ, cai. Lawson, chúng ta gặp phải rắc rối cực kỳ nan giải, nếu không có gì bất ngờ thì vũ quan đã thất thủ rồi. Nghe Mars nói thế, ba người khác đều sửng sốt. Mars, ý anh là quân Phá Long tập kích vũ quan sao? Không phải chứ, đám minh tàn tướng bại đó, sao? Mars phung tay nói, từ việc quân Phá Long đột nhiên tấn công Cẩm Quan và đội quân đi 150 km chiếm vũ quan ngay trong đêm, có thể thấy chắc chắn Tiêu Chính Văn quay về rồi. Tiêu Chính Văn,
Ý anh là hắn vượt qua lính gác trong tối của chúng ta để tập hợp với quân phá long sao? Mấy người đó đều không dám tin, liên tục lắc đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Chương 1138 có tin báo. Ông Điền đâu? Mau gọi ông ta đến lều chủ soái. Mars cao giọng nói với binh sĩ thân cận ngoài cửa. Hắn vừa dứt lời đã nghe ngoài cửa có người khẽ ho một tiếng. Sau đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông Hoa Quốc phe phẩy quạt bước vào. Ông Điền, có tin báo, rốt cuộc là ai đã dẫn binh sĩ tấn công Vũ Quan? Mars nhíu mày hỏi. Người đàn ông Hoa Quốc khẽ cười nói, tôi đã nói rồi mà, Hoa Quốc đã gọi Tiêu Chính Văn về lại rồi, quân phá long bị thất bại nhiều lần đó đã lấy lại được sức mạnh vốn có thể đánh phá được hai cửa thành trong vòng hai ngày, ngoài Tiêu Chính Văn ra Hoa Quốc còn có thể tìm được người thứ hai sao? Vãi! Mars hít sâu một hơi. Hắn không sợ mất Vũ Quan, cùng lắm thì đánh lại thôi, nhưng Tiêu Chính Văn chiếm cứ Vũ Quan thì nguy hiểm quá. Cách dùng binh của người này rất nhạy bén và nham hiểm, rất khó để đoán được hành động tiếp theo. Mars, tôi nghĩ không thể cứ đợi thế này mãi được, phải tập hợp toàn bộ lực lượng đánh chiếm Vũ Quan. Sinler đứng lên nói. Kai và Lawson cũng gật đầu, Vũ Quan rơi vào tay ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Nghĩ đến đây, Mars đập mạnh lên bàn nói, vấn đề là cũng không thể để mất cửa vọng kinh. Nếu không quân ta sẽ bị công kích từ hai phía. Tóm lại là phải để một người ở lại canh giữ cửa vọng kinh. Nghĩ đến đây, Mars quay đầu lại nhìn Lawson nói, Lawson, anh dẫn 5.000 binh sĩ xuất sắc canh giữ cửa vọng kinh, bất kể thế nào cũng không thể thất thủ ở cửa thành này được. Lawson đứng dậy nói, chủ soái cứ yên tâm, tôi đoán quân địch tuyệt đối không có can đảm đánh đến cửa vọng kinh của chúng ta, giữ lại 5.000 người có nhiều quá không? Lawson tỏ vẻ khinh thường cười nói, lần trước giết hết 100.000 cảnh vệ quân, bên phía liên quân chỉ tổn thất 300 người, có thể thấy Hoa Quốc ngoài quân phá long ra, các đội quân khác đều rất yếu kém. Đừng đắc ý, tôi có linh cảm dường như Hoa Quốc sắp bày bố một trận bao vây giết toàn quân chúng ta đấy. Nếu quân ta không thể phá vòng vây, tất cả quân đội đều sẽ áp sát Vũ Quan, đến lúc đó quân ta có khả năng sẽ bị quân Hoa Quốc bao vây dưới Vũ Quan. Nói đến đây Mars cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Tại sao mình không nghĩ đến điều này sớm hơn một ngày nhỉ? Nếu không phải chỉ có một mình Timu canh giữ ở Vũ Quan thì có lẽ Vũ Quan sẽ không thất thủ rồi. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Được rồi, vậy tôi dẫn đại quân 5.000 người ngăn quân đội Hoa Quốc tấn công vào đây, chúc mọi người sớm giành lại được Vũ Quan. Lawson bật cười rồi đứng dậy xoay người ra khỏi phòng họp. Sau khi cẩn thận sắp xếp hết mọi thứ, Mars dẫn đại quân rầm rộ chạy về phía Vũ Quan ngay trong đêm. Đại quân của Mars công khai lộ liễu tiến về Vũ Quan, không hề có ý âm thầm hành động, thế nên đội quân của hắn vừa xuất phát, bên phía Long Kinh đã nhận được tin tức. Từ Kiêu Long đợi cả một ngày vội vàng chạy đến báo với thiên tử, tôi nghĩ chúng ta có thể đánh chiếm lại cửa vọng kinh trong vòng 3 tiếng. Chương 1139 báo thủ rửa nỗi nhục. Thiên tử khẽ lắc đầu nói, không vội, bây giờ vẫn không phải là lúc ra quân, đợi đến rạng sáng ngày mai rồi phát động tấn công. Đó là lúc con người buồn ngủ nhất, chúng ta sẽ ra sức đánh chiếm thành. Từ Kiêu Long kìm nén sự nôn nóng của mình, gật đầu nói tuân mệnh. Dứt lời, Từ Kiêu Long sải bước rời khỏi Long Các. Lúc này ánh mắt ông lạc thoáng qua vẻ lo lắng. Xem ra lần này Long Kinh đã không còn nguy hiểm nữa. Chết tiệt! Ông Lạc nghiến răng, nhìn về phía cửa vọng kinh xa xa. Thiên tử đảo mắt khóe mắt liếc nhìn sang bên cạnh quan sát ông Lạc, thầm cười khẩy. So với Cẩm Quan, tình hình ở Vũ Quan tốt hơn một chút, chỉ có vài ngôi nhà dân bị phá hỏng, nhưng vẫn chưa bị tàn sát, đây là điều khiến mấy người Tiêu Chính Văn cảm thấy an ủi nhất. Dặn dò mọi người. Trong vòng 3 ngày này bất kỳ ai đến trước cửa thách thức đều không được ứng chiến, mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi đến lúc quân ta bị bao vây thì cũng chính là lúc mọi người có thể báo thù. Tiêu Chính Văn lớn giọng nói với các chỉ huy bên cạnh. Cái gì? Ngày bị bao vây mới là lúc để báo thù rửa nỗi nhục. Mấy người Hoa Hồng Đỏ đều vô cùng ngạc nhiên, mặc dù trong lòng không hiểu nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Bởi vì người truyền đạt mệnh lệnh này là chủ soái.
từ trước đến nay chủ soái chưa một lần bại trận. Mãi tới khi mọi người rời đi hết, Hoa Hồng Đỏ mới nhỏ giọng nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái, ngày quân ta bị bao vây, mới là lúc để rửa nhục là sao ạ? Chuyện này, thuộc hạ không hiểu lắm. Nếu như quân ta bị bao vây trong thành, không có chi viện, e rằng sẽ... Hoa Hồng Đỏ không dám nói nốt những lời phía sau. Tấn công Vũ Quan chặn hỏng quân địch, quả thực có thể chắn ngang và chia cắt quân địch ra làm hai ngả. Thế nhưng đồng thời, đây cũng là một nước cờ nguy hiểm đối với quân Phá Long. Nếu như quân địch được chi viện toàn diện, hoặc đánh mạnh vào Vũ Quan, cố thủ bên trong thành thì quân Phá Long cũng có khả năng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đại quân của Từ Kiêu Long đã tới Long Kinh, chỉ cần quân địch ở thành Vọng Kinh ra khỏi thành, Từ Kiêu Long có thể chiếm được thành Vọng Kinh bất cứ lúc nào, tới lúc đó, bên ngoài nhìn vào thì thấy quân ta bị bao vây, thực tế là quân ta đã bao vây lấy quân chủ lực của quân địch. Việc liên quân năm nước điều động tổng cộng 7 long soái năm sao không phải là giả, thế nhưng đã chết mất 3 người, 4 long soái năm sao còn lại đều nằm trong vòng vây của chúng ta, quân địch tuyệt đối không dám bỏ mặc không quan tâm 4 tên đó mà tùy tiện rút quân. Quân ta chỉ cần chia ra làm hai đường. Một đường chấn giữ Vũ Quan, một đường khác tiêu diệt kẻ thù ngoan cố ở phía Bắc, vậy là có thể giữ toàn bộ đại quân 200.000 người ở lại Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn điềm nhiên cười nói. Nghe hết những lời này của Tiêu Chính Văn, cuối cùng Hoa Hồng Đỏ cũng cảm thấy thông suốt. Cô ấy hành quân lễ với Tiêu Chính Văn rồi nói, bây giờ thuộc hạ sẽ đi bố trí phòng ngự ngay. Chương 1140 mày đang sỉ nhục một long soái. Chấn giữ Vũ Quan 3 ngày. Một mặt là để tiêu hao lương thực và đạn dược của liên quân năm nước, mặt khác cũng để cho mấy người Long Nhất chữa lành vết thương. Trong khoảng thời gian 3 ngày, đối với mấy người Long Nhất mà nói, mặc dù chưa thể bình phục hoàn toàn, thế nhưng ra chiến trường giết địch thì có lẽ cũng không khó. Tiêu Chính Văn đã có hiểu biết thêm về lý thuyết y học thông qua Thiên Sơn Thư Lục, y thuật lúc này đã nâng cao vượt bậc. Vì thế... Hiệu quả của thuốc điều trị vết thương được điều chế ra cũng tốt hơn trước gấp nhiều lần. Mới có một ngày trôi qua, Long Nhất đã có thể xuống giường đi lại, ngay cả Long Tam thương tích nặng nhất cũng đã có thể tự ngồi trên giường ăn cơm. Mấy người Long Nhất mới là chủ lực để ra ngoài thành giết kẻ địch, còn Tiêu Chính Văn buộc phải trấn giữ tại Vũ Quan để tiện ứng chiến với 4 long soái năm sao còn lại. Rạng sáng ngày hôm sau, đại quân 100.000 người của liên quân năm nước đã đến dưới thành Vũ Quan. Đối diện với thành Vũ Quan sừng sững khó tấn công trước mặt, ngay cả Mars cũng cảm thấy đau đầu. Bên trên tường thành là lá cờ long soái rồng xanh năm móng vuốt chỉ riêng Tiêu Chính Văn mới có đang tung bay trong gió, chứng tỏ rằng Tiêu Chính Văn đang ở trên thành. Tiêu Chính Văn, mày có gan thì xuống thành chiến đấu một trận với tao. Mars vung vẩy thanh kiếm dài trong tay, gào lên về phía tường thành. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trên tường thành. Vừa hóng gió vừa uống trà, ánh mắt điềm nhiên nhìn xuống bên dưới. Đối diện với tường thành kiên cố cao hàng chục mét, dù đối phương có 4 long soái năm sao thì cũng không dám tùy tiện leo thành lên trên. Dù Tiêu Chính Văn cũng là long soái năm sao, nhưng nhìn từ trên xuống là có thể giết chết một long soái năm sao chỉ trong nháy mắt. Lại có thêm sự phối hợp của mấy người Long Nhất, đánh giết 3 long soái năm sao còn lại cũng chẳng phải việc khó khăn. Bởi vậy, cách ổn thỏa nhất là dụ Tiêu Chính Văn ra khỏi thành để 3 người bọn chúng hợp lực lại giết chết anh. Sau đó mới tiến đánh vào thành Vũ Quan. Mars, độ cận thị cao của mày nên được chữa trị càng sớm càng tốt. Nếu không lỡ như đến một ngày bị mù thì đừng trách bản soái không nhắc nhở. Tiêu Chính Văn còn chẳng thèm nhìn mặt hắn, chỉ lạnh lùng cười nói. Liếc nhìn bảng miễn chiến treo phía trên cao tường thành, Mars tức giận thở dốc. Tiêu Chính Văn đang muốn kéo dài thời gian, đợi quân đội của Mars cạn kiệt lương thực thì sẽ có thể tiêu diệt hết đại quân 100.000 người mà không tốn chút sức lực nào. Tiêu Chính Văn, lẽ nào mày sợ rồi sao, bản soái thậm chí còn có thể đấu riêng với mày. Chỉ cần mày có thể chiến thắng tao thì toàn bộ đại quân 100.000 người này sẽ lập tức đầu hàng. Mars không cam tâm, tiếp tục gào lên. Doạt! Đáp lại hắn chỉ có một nửa tách trà mà Tiêu Chính Văn đang uống dở. Hắt từ trên đầu tường thành xuống. Mày đang sỉ nhục một long soái năm sao đấy. Mars phẫn nộ gào mồm lên. Thật ra bây giờ Mars đã đạt tới cảnh giới 6 sao, nếu không thì hắn sẽ chẳng chủ động yêu cầu đấu riêng với Tiêu Chính Văn.
Chương 1141 mới có vài tiếng đồng hồ thôi mà. Không nắm chắc phần thắng thì sao hắn dám dùng tính mạng của toàn quân để đánh cược chứ? Tiêu Chính Văn đứng dậy, chắp một tay sau lưng, chống lên lỗ châu mai trên tường thành mà nhìn xuống dưới. Đại quân hơn 100.000 người gần trong gang tấc, nhưng muốn tấn công thành Vũ Quan thì đâu dễ dàng. Bản soái thấy mày dẫn quân đi đường xa xôi mệt mỏi, hôm nay tạm tha cho mày không phải chết, đợi mày nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi rồi đổi ngày khác chiến đấu. Dứt lời, Tiêu Chính Văn vươn vai ngay trước mặt mọi người, sau đó quay người bước xuống tường thành. Tên khốn nạn, không dám chiến đấu mà qua miệng hắn lại thành đường đường chính chính như thế. Xin lơ đấm mạnh lên trên vách núi bên cạnh, khiến vô số đá vụn rơi xuống. Đúng rồi, quên mất không nói cho bọn mày biết, tuyệt đối đừng dùng tay đấm vào vách núi, cũng đừng leo lên từ vách treo bên cạnh, bên trên có đá, sẽ đè chết người đấy. Tiêu Chính Văn lại thò đầu ra nói. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nở một nụ cười khiến người ta giận sôi máu, sau đó anh thong dong bước xuống thành. Mấy người Mars nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên vách núi hai bên. Quả nhiên, bên trên xếp kín mười mấy tảng đá hình cầu cỡ lớn. Mẹ kiếp! Mars căm phẫn trừng mắt nhìn Sinler, cú đấm ban nãy của hắn suýt nữa đã lấy mạng tất cả mọi người. Thằng khốn nạn! Mars gào lên chửi rủa, nhưng Tiêu Chính Văn chẳng thèm để tâm tới hắn mà bước thẳng xuống khỏi tường thành. Thật ra Tiêu Chính Văn chỉ cần lộ diện một chút trước mặt bọn chúng, khiến tất cả mọi người nhìn thấy anh đang trấn giữ thành Vũ Quan là được rồi. Mỗi ngày ló mặt một lần là đủ để có tác dụng uy hiếp. Lúc Tiêu Chính Văn đang chọc Mars giận đến mức suýt hộc máu, lại có một tin tức cực kỳ không tốt đột nhiên truyền đến. 4 giờ rạng sáng nay thành Vọng Kinh đã bị đại quân hơn 100.000 người tấn công mạnh mẽ, hơn nữa Lawson còn bị trọng thương, đã được mấy trăm binh lính bại trận khiêng tới trước đại bản doanh của Mars. Báo cáo nguyên soái, chủ soái Lawson bị trọng thương, thành Vọng Kinh thất thủ rồi. Mars có cảm giác như sét đánh ngang tai, thành Vọng Kinh thất thủ rồi sao? Mới có vài tiếng đồng hồ thôi mà. Hoa Quốc lấy đâu ra chiến lực mạnh như vậy? Chuyện này là thế nào? Sao thành Vọng Kinh có thể thất thủ chứ? Mars dùng lực lay mạnh tên sĩ quan vừa mới báo tin đó, lớn giọng gầm lên. Là từ Kiêu Long, vào lúc 4 giờ sáng quân đội của ông ta đột nhiên phát động tấn công, lúc đó quân ta còn đang ngủ say. Tới khi quân ta phản ứng lại thì cửa thành đã bị Từ Kiêu Long mở ra, đại quân hơn 100.000 người tràn vào như nước thủy triều. Bốp! Không đợi tên sĩ quan báo tin đó nói xong, Mars đã giáng cho hắn một bạt tai đau điếng, nghiến răng nghiến lợi nói, vô dụng. Đều là một lũ vô dụng. Chương 1142 chênh lệch một sao không phải là ít. Thưa Nguyên Soái, tôi sẽ dẫn 10.000 người đi chiếm lại thành Vọng Kinh. Sinler bước lên một bước, nghiêm mặt nói. Mars liếc xéo Sinler bằng ánh mắt lạnh thấu xương, hắng giọng nói từng chữ, bản thân anh cũng tin sao. Tuy rằng Từ Kiêu Long không có tiếng tăm bằng Tiêu Chính Văn, nhưng cũng là long soái cấp 5 sao. Một mình Sinler đi trước, binh lực lại thiếu, có quỷ mới tin hắn có thể chiếm lại được thành Vọng Kinh. Trước đây bọn họ có thể dễ dàng chiếm được thành Vọng Kinh như vậy cũng không phải do bọn họ có thực lực mạnh mẽ, mà căn bản là do Hoa Quốc không có lực chống cự tương ứng. Thậm chí trong số các tướng sĩ giữ cửa thành, ngay cả một cường giả cảnh giới chiến thần cũng không có. Nhưng tình hình hiện giờ lại hết sức bất lợi đối với bọn chúng. Trước có Tiêu Chính Văn, sau có Từ Kiêu Long, dù chỉ sơ suất trong chốc lát cũng có khả năng sẽ dẫn tới thất bại thảm hại. Nguyên soái, không thể vứt bỏ thành Vọng Kinh được, hơn một nửa vật tư quân sự của chúng ta ở trong thành Vọng Kinh. Cai vội nói, chúng ta không thể rút lui, lúc này mà rút lui sẽ thành tháo chạy, sẽ khiến lòng quân hỗn loạn, một khi Tiêu Chính Văn và Từ Kiêu Long đột nhiên đánh giết thì 100.000 đại quân của chúng ta sẽ thành con dê thế mạng. Mars cắn răng nghiến lợi nói. Dứt lời, Mars đã bước tới trước đội quân thua trận trước mặt, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lawson thoi thóp nằm trên cáng cứu thương. Anh bị Từ Kiêu Long đánh trọng thương sao? Trong lòng Mars hơi kinh ngạc. Giữa những long soái năm sao, dù có chút chênh lệch về thực lực thì cũng không chênh lệch nhiều đến vậy. Lúc này trên người Lawson có mấy vết thương ảnh hưởng tới xương, hơn nữa đều nằm ở chỗ hiểm. Nguyên soái, ông ta không phải long soái năm sao,
ông ta đã đạt tới cảnh giới 6 sao rồi. Lawson vô cùng buồn bực nói. Nếu không phải chênh lệch thực lực những một bậc thì cũng không đến mức vừa giao đấu, Lawson đã bị Tử Kiêu Long đánh bị thương nặng. Nếu không chạy trốn kịp thời thì e rằng bây giờ ngay cả mạng hắn cũng mất rồi. Gì cơ, 6 sao? Mars không nhìn được khẽ run rẩy. Vừa nãy, Mars còn đang nghĩ có nên tranh thủ ban đêm dẫn quân quay về chiếm lại thành Vọng Kinh hay không, chạy về thành Vọng Kinh trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khi hắn nghe thấy tin tức này thì lập tức từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ này. Chênh lệch 1 sao không phải là ít. Mars vừa đột phá cảnh giới chủ soái 6 sao còn chưa tới 1 tháng, dù mạnh hơn long soái 5 sao nhưng hoàn toàn không so được với chủ soái 6 sao lâu năm. Chương 1143 im miệng. Được rồi, anh dưỡng thương trước đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi. Mars khẽ xua tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về cửa thành Vũ Quan. Tin tức Tiêu Chính Văn và Từ Kiêu Long chia ra đoạt lại Vũ Quan và thành Vọng Kinh đã truyền về thủ đô Hoa Quốc, các quan chức đều cực kỳ chấn động. Ôi trời, thiên tử anh minh sáng suốt, đều nhờ phúc lớn của thiên tử mà quân ta mới có thắng lợi lớn này. Đúng vậy, thiên tử phúc lớn ngang trời, đương nhiên Hoa Quốc chúng ta sẽ đứng đầu thế giới. Tất cả công lao đều thuộc về một mình thiên tử, nếu không có phúc lớn của thiên tử thì làm sao có được thắng lợi lớn như này. Một đám quan văn tiến lên trước, đẩy hết công lao về phía thiên tử. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, dù thế nào cũng không thể để Tiêu Chính Văn độc chiếm hết chiến công được. Mọi người nói sai rồi, trận chiến này đều nhờ vào công lao của vua Bắc Lương. Thiên tử trầm giọng nói. Thiên tử, Tiêu Chính Văn thì có công lao gì chứ? Hôm nay Tử Kiêu Long đã đánh chiếm được thành Vọng Kinh, Long Kinh đã được bảo vệ, còn hắn thì sao? Hắn lại muốn đóng quân 3 ngày ở Vũ Quan, không phải đây là làm lỡ thời cơ chiến đấu hay sao? Ông Lạc tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Nói bậy, Tiêu Chính Văn là dùng bản thân làm mồi nhử, đợi quân địch bao vây Vũ Quan. Sao từ miệng ông nói ra lại biến thành làm lỡ thời cơ chiến đấu rồi hả? Tần Hán Quốc bước lên một bước, tức giận lớn tiếng chỉ vào mũi ông Lạc nói. Đúng vậy. Nếu lúc này tiêu diệt toàn bộ 100.000 quân địch của thành Vọng Kinh dưới thành Vũ Quan thì liên quân phía Bắc cũng không có lý do để hiếu chiến. Giang Vạn Long cũng lên tiếng. Cuộc tranh cãi giữa hai bên nhanh chóng trở nên gay cấn. Đám quan chức chia thành hai phe, dẫn đầu là quan văn, đa số đều ủng hộ cách nói của ông Lạc. Nhưng các tướng lĩnh lại nhao nhao đứng ra tỏ ra bất bình thay Tiêu Chính Văn. Im miệng, thiên tử đột nhiên vỗ lên thư án hình rồng. Lớn tiếng nói. Thấy thiên tử tức giận, lúc này mọi người mới câm như hến. Từ xưa, quan văn giỏi mưu lược, quan võ giỏi chiến đấu, tạo phúc cho quốc gia, nhưng bây giờ mấy người lại vì chuyện công lao mà tranh luận không ngừng nghỉ. Đám quan chức nghe tới đây lại rối rít cúi đầu, không dám tranh cãi nữa. Chương 1144 không có lối thoát. Thưa thiên tử, theo tôi thấy hay là nên thúc giục Tiêu Chính Văn ra trận sớm. Vì 100.000 đại quân của kẻ địch có thể đoạt lại thành Vọng Kinh bất cứ lúc nào. Ông Lạc tiến lên báo cáo. Ông đang muốn dục chết Tiêu Chính Văn sao? Ông có biết từ Long Nhất đến Long Bát đều đang bị thương nặng, ngay cả thời gian nghỉ ngơi mấy ngày này cũng không cho Tiêu Chính Văn thì làm sao mà cậu ấy nghênh chiến chứ? Tần Hán Quốc không thể kiềm chế được cơn giận, bước tới phẫn nộ quát lên. Tần! Âu Dương Vũ đến! Lúc ông Lạc đang chuẩn bị phản bác thì một ông lão đầu tóc hoa râm, đôi lông mày trắng rũ xuống, sải bước bước lên đại điện. Nhìn thấy người này, đám quan chức nhao nhao khom người hành lễ, kính chào các lão. Ngay cả thiên tử cũng đứng dậy, nói với ông lão lông mày trắng, các lão Âu Dương, dạo này có khỏe không? Ông lão này là Âu Dương Vũ, một trong tứ đại các lão của Long Các. Chỉ là những năm gần đây. Vì không được khỏe nên ông ấy rất ít tham gia vào việc hệ trọng trong quân sự và chính trị. Nhưng thân phận của ông ấy lại cực kỳ nhạy cảm. Hôm nay ông ấy đột nhiên xuất hiện ở thiên tử các khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Thiên tử, tôi có lời này, không biết thiên tử có thể lắng nghe hay không? Giọng nói già nua của Âu Dương Vũ vang lên giữa thiên tử các, đám quan chức đều ngoan ngoãn lui ra hai bên. Các lão mời nói. Thiên tử ngồi xuống ghế. Nghiêm túc nói. Từ xưa có câu, tướng ở ngoài không nghe theo lệnh vua, vậy xin hỏi, văn võ cả triều,
bao gồm cả ông Lạc này, ông có biết trong thành Vũ Quan còn bao nhiêu lương thực, bao nhiêu đạn dược, bao nhiêu đồ tiếp tế? Tất cả mọi người đều trầm mặc một hồi lâu. Tôi tiếp tục hỏi ông, ở phía Bắc Vũ Quan có bao nhiêu người của liên quân đã chạy tới dưới thành, còn có bao nhiêu quân địch chưa tới dưới thành, ông Lạc có biết không? Khụ. Ông Lạc bị hỏi đến mức không nói nên lời. Cách xa cả nghìn cây số, tình hình của địch không rõ, tình hình của quân ta cũng chưa biết cụ thể, các người lại dám nói bừa đánh và không đánh, thật sự coi mạng quân Phá Long của Hoa Quốc như cỏ rác sao? Nếu lúc này Tiêu Chính Văn ra trận nghênh chiến với kẻ địch theo ý ông, đám quân địch chưa bị tiêu diệt hết ở phía Bắc có cơ hội bỏ chạy thì ông có sẵn sàng chịu tội chết không? Âu Dương Vũ nói thẳng, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đã dồn ông Lạc đến chỗ chết, chịu tội chết. Không có lối thoát. Ông Lạc biết rõ nếu làm theo cách của ông ta thì quân đội phía Bắc sẽ chạy trốn, ông ta đâu còn dám gánh lấy tội chết này. Ông Lạc, sao không nói gì nữa? Âu Dương Vũ nheo mắt tra hỏi. Tôi. Ông Lạc liếm khóe môi, lúng túng nói, đúng là kế hoạch lúc trước của tôi không được chu toàn. Sau khi được ông nhắc nhở, tôi đã sáng tỏ thông suốt, đúng là không nên gấp rút ra trận. Chương 1145 Bành Trấn Quốc bất lực. Hừ. Giang Vạn Long lạnh lùng hừ một tiếng, trợn mắt liếc xéo ông Lạc. Tần Hán Quốc cũng khinh thường đảo mắt nhìn ông Lạc, sau đó quay đầu lại nhìn Thiên Tử, rồi nói, Thiên Tử, tình hình chiến sự đang thay đổi nhanh chóng, nên cho Tiêu Chính Văn quyền tự làm chủ. Ông Lạc, ông nghĩ sao? Thiên Tử ngẩng đầu lên nhìn ông Lạc nói. Tôi, không phản đối. Sắc mặt ông Lạc rất khó coi, bước sang một bên. Nhưng ông ta lại thầm căm hận Âu Dương Vũ. Lão già này không ở yên trong nhà mà chạy đến Thiên Tử các phá hoại chuyện tốt của ông đây. Xem ông đây làm sao nắm được thóp của ông, giết cả nhà ông. Nghĩ đến đây, ông Lạc thầm nghiến răng nghiến lợi, đã có dự tính trong đầu. Vậy cứ làm theo ý của mọi người đi, phê duyệt cho Tiêu Chính Văn và toàn quân nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục chiến đấu. Dứt lời. Thiên Tử phất áo đứng dậy đi về đại điện. Sau khi Thiên Tử đi khuất, Âu Dương Vũ đến gần ông Lạc nói, ông Lạc, có một số việc ông có thể dở thủ đoạn nhưng chiến trường liên quan đến tính mạng của hàng trăm nghìn người, ông dám làm thế không? Ha ha, ông Âu Dương, ông nói vậy nghe chẳng lọt tai tí nào. Sao ông biết tôi đang dở thủ đoạn? Tôi cũng là người một lòng hướng về đất nước, Hoa Quốc bị kẻ địch tiến đánh đến Long Kinh, đây là chuyện rất mất mặt. Lẽ nào ông cho rằng dư luận quốc tế vẫn chưa đủ làm Hoa Quốc mất mặt sao? Muốn giữ liên quân 5 nước ở ngoài Long Kinh để ăn tất niên luôn à? Dứt lời, ông Lạc vung tay áo, chắp hai tay ra sau sải bước ra khỏi Thiên Tử Các. Đúng là khốn kiếp. Giang Vạn Long nghiến răng nghiến lợi mắng. Âu Dương Vũ quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng lưng ông Lạc một lúc lâu mới bất lực lắc đầu. Thời đại bây giờ đã không còn giống ngày xưa nữa rồi, không thể so sánh với Thiên Tử cũ nữa. Thiên Tử mới sao lại bị người ta khống chế trong lòng bàn tay như vậy? Các ông chưa góp lời về người này với Thiên Tử à? Âu Dương Vũ quay đầu lại nhìn mấy người Giang Vạn Long. Mấy người Giang Vạn Long đồng loạt cúi đầu thở dài. Từ lúc Thiên Tử nhậm chức, muốn gặp riêng Thiên Tử thôi cũng khó hơn lên trời. Góp lời. Nói chuyện ngay trước mặt ông Lạc mà có cơ hội cho họ góp lời được sao? Chúng tôi chỉ mong lần này Tiêu Chính Văn có khả năng xoay chuyển tình thế, còn chuyện trong chính phủ, chúng tôi không bận tâm nhiều như trước nữa. Bành Trấn Quốc bất lực nói. Âu Dương Vũ thở dài, cầm gậy, sắc mặt u ám bước về phía Long Các. Đã 5 năm ông ấy không quay lại Long Các. Mặc dù bây giờ Âu Dương Vũ tự thấy mình là ngọn đèn trước gió, nhưng Hoa Quốc tuyệt đối không thể chứa chấp loại người phản bội như vậy. Cùng lúc đó, sau khi bí mật bàn bạc với vài quan văn, ông Lạc đã lên một kế hoạch nham hiểm. Tiêu Chính Văn không thắng thì thôi nhưng nếu Tiêu Chính Văn thắng thì phải tiêu diệt cả nhà Âu Dương Vũ, ra oai đe dọa Tứ Lão Long Các và Tiêu Chính Văn. Thoáng chốc 3 ngày đã trôi qua. Chương 1146 toang rồi. Tiêu Chính Văn bước lên trên tường thành của thành Bắc nhìn xuống bên dưới, liên quân 5 nước gần 100.000 người đã bao vây Vũ Quan. Đây đúng là hiệu quả Tiêu Chính Văn mong muốn. Long Nhất,
Long Nhị, 11 giờ hôm nay, các anh âm thầm dẫn quân xông ra ngoài thành, đừng dây dưa quá lâu mà hãy tốc chiến tốc thắng giành lại Cẩm Quan, cắt đứt hoàn toàn đường lui của địch. Vâng. Rõ. Long Nhất và Long Nhị cùng đáp, sau đó đứng sang một bên. Long Tứ, Long Ngũ, đợi Long Nhất và Long Nhị phá vỡ vòng vây thì hai người các anh dẫn theo đại quân 30.000 người phá vỡ từng vòng vây, chặn từ hai phía đông tây, bao vây kẻ địch. Vâng. Long Tứ, Long Ngũ cũng xoay người lùi ra sau. Long Lục, Long Thất, các anh dẫn theo 10.000 binh lính tinh nhuệ, đánh trực diện với địch. Vâng. Long Bát, anh dẫn theo 20.000 binh sĩ giỏi ở lại giữ thành. Rõ. Long Bát khẽ gật đầu rồi cũng đứng sang một bên. Nhìn quân địch có hàng chục nghìn binh sĩ bên dưới, ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng lạnh lùng nói, bàn tay của đám quân địch bên dưới này đều dính máu của người dân Hoa Quốc, ai dám thả một người đi thì sẽ xử lý theo quân pháp. Vâng. Mọi người đồng thanh hô vang. Theo sự phân công của Tiêu Chính Văn, ngay trong đêm đó, hai đại quân trước sau xông ra phá vỡ vòng vây một đường tiến thẳng về phía Bắc. Ngay lúc liên quân năm nước ở ngoài thành vẫn còn đang khó hiểu, tại sao hai đại quân này lại tiến về phía Bắc mà không phải đánh với chúng thì Long Lục và Long Thất đã dẫn đại quân 20.000 người lao đến như hai hung thần, giết liên quân năm nước thất bại thảm hại phải tháo chạy. Nhưng chúng không chạy được bao xa thì lại rơi vào vòng vây của Long Tứ và Long Ngũ. Hàng chục nghìn binh sĩ liên quân giơ súng đầu hàng, dù sao trong số chúng không có lấy một cường giả cảnh giới chiến thần, lại bị rơi vào tầng tầng lớp lớp vòng vây nên lòng quân đã cực kỳ hỗn loạn. Chuyện này, ý chủ soái là, không chấp nhận. Không chấp nhận, dù một đám dê non thì quân Phá Long cũng sẽ có tổn thất, chấp nhận cho chúng đầu hàng, sau đó. Long Ngũ làm động tác cứa cổ. Chuyện này e là sẽ làm trái với hiệp ước quốc tế. Long Tứ hơi lo lắng nói. Muốn bàn luận đến công ước thì nói với người, còn với súc sinh thì cứ giết là được, mặc kệ là dùng cách gì. Long Ngũ lạnh lùng nói. Sau đó anh ta nói lại suy nghĩ của mình với Tiêu Chính Văn qua điện thoại. Cho dù các anh làm cách nào thì tôi chỉ có một yêu cầu, không thể giữ tù binh lại, hơn nữa tổn thất càng thấp càng tốt. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp máy luôn. Chiến tranh chưa bao giờ có hai từ nhân từ, mỗi một tướng sĩ của quân Phá Long đều là binh sĩ xuất sắc của Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn phải đảm bảo sát thương trong trận chiến được kiểm soát ở mức tối đa. Ngay trong đêm đó, sau khi chấp nhận sự đầu hàng của liên quân, Long Tứ và Long Ngũ áp giải tất cả tù binh đến một khe núi. 3 giờ sáng đột nhiên vang lên một loạt tiếng súng. Ngay cả Mars bị vây khốn ở Vũ Quan cũng nghe rất rõ. Tiếng súng vang lên tận 2 tiếng, sau đó là những phát súng lẻ tẻ. Toang rồi. Chương 1147 cả một khoảng trời đêm sáng như ban ngày. Cai ngây ngốc nhìn về nơi phát ra tiếng súng, ngồi phịch xuống ghế. Xin lơ siết chặt nắm đấm, nghe tiếng súng hình như không có tiếng súng của binh sĩ chúng ta. Chúng thế mà lại giết tù binh. Mars cười gượng nói, tôi đã nói rồi đừng tàn sát dân lành, các anh thì sao? Nói gì mà người Hoa Quốc sống cũng chỉ tốn lương thực, kết quả thế nào? Các anh cũng rõ Tiêu Chính Văn là người thế nào rồi đấy, chúng ta làm một thì hắn có thể làm 15. Mars siết chặt nắm đấm, trợn to hai mắt nói, không đúng. Mấy ngày nay Tiêu Chính Văn cứ trốn trong thành không ứng chiến, không phải là sợ chúng ta mà là đang đợi quân đội ở phía Bắc chạy đến Vũ Quan. Như thế hắn có thể giết hết chúng ta. Nghe thế mọi người đều sửng sốt. Mau lên, bảo cấp dưới chuẩn bị vũ khí, Tiêu Chính Văn có thể phát động tổng tiến công bất cứ lúc nào. Mars vừa dứt lời thì chỉ nghe được vài âm thanh của đạn tín hiệu từ đằng xa. Sau đó bầu trời đỏ rực đạn báo hiệu màu đỏ. Cùng lúc đó, tiếng ầm ầm vang lên từ khắp bốn phía. Tiêu rồi. Mars vội vàng chạy ra khỏi doanh trại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoàn toàn sững sờ. Chỉ thấy vô số những hòn đá lớn đã chặn kín lại đường đi của bọn chúng, hai bên sườn núi, rất nhiều quân Phá Long đồng loạt ném pháo sáng. Cả một khoảng trời đêm sáng như ban ngày. Tiếng súng dày đặc từ bốn phía truyền tới, Mars muốn hạ lệnh cho quân lính phản công có tổ chức nhưng đã muộn.
Lúc này liên quân năm nước đã loạn thành một mớ như tơ vò. Mỗi tiếng súng vang lên là một binh lính ngã xuống. Thậm chí còn có một vài sĩ quan đã giơ tay đầu hàng nhưng vẫn bị những viên đạn vô tình bắn chết. Đêm nay, đã định trước là một đêm đổ máu. Pằng pằng pằng. Mấy ngàn phát đạn dày đặc như mưa bắn vào doanh trại của liên quân năm nước, máu thịt bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mars đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả Lawson đang bị thương nặng cũng bị rất nhiều đạn bay tới nổ tan xương nát thịt. Giờ khắc này, mấy ngàn phát đạn pháo từ trên trời rơi xuống. Trong chớp mắt, doanh trại của liên quân đã trở thành biển lửa, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng gào thét truyền ra khắp bốn phía. Không! Mars giống lên một tiếng phẫn nộ đến khàn cả cổ họng. Chưa đầy 2 giờ, 100.000 quân lính liên quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên chiến trường rộng lớn chỉ còn lại 3 người Mars, Schiller và Kai. Pháo sáng đầy trời bắn ra từ thành Vũ Quan, trong phạm vi 100 mét, sáng rực như ban ngày. Lúc này, bóng dáng mà đám người Mars vô cùng quen thuộc lại vô cùng căm hận đang đi về phía bọn chúng. Tiêu Chính Văn, chương 1148 đây tuyệt đối là một loại ảo giác. Hai mắt Mars phủ đầy tơ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, vươn người đi lên nghênh tiếp. Schiller quay đầu liếc nhìn thi thể không lành lặn bị nổ tay chân nát như của Lawson, cắn răng đi về hướng Tiêu Chính Văn. Trận chiến hôm nay, nếu phải chết cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng. Tiêu Chính Văn, hành động này của mày đã vi phạm hiệp ước quốc tế. Chúng mày! Hiệp ước quốc tế, mày còn mặt mũi nhắc hiệp ước quốc tế với tao sao? Vậy bọn mày giết hại dân thường thì tính thế nào? Trong thành Cẩm Quan, hơn 70.000 người chết dưới họng súng của bọn mày, cái gọi là hiệp ước của bọn mày ở đâu rồi? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi ngược lại. Bọn tao là người Mỹ quốc, bọn chúng là người Hoa quốc. Schiller lớn giọng hét lên. Trong mắt hắn, Mỹ quốc là nước có đặc quyền. Mỹ quốc có thể vung tay múa chân với người khác, có thể tùy ý sát hại người dân của những nước khác. Các nước khác nhất định phải tôn trọng hiệp ước quốc tế, chỉ mỗi mình Mỹ quốc là ngoại lệ. Mạng của người Mỹ quốc bọn mày, trong mắt tao cũng không bằng cỏ rác. Bọn mày không chỉ bị giết hết mà cho cốt của bọn mày cũng sẽ được rải trên ruộng đồng, để làm phân bón. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hỗn xược. Kai nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một thanh kiếm dài, chĩa thẳng vào Tiêu Chính Văn. Không chỉ bọn chúng đâu, cả bọn mày cũng thế, không phải bọn mày thích công bằng sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, trên mặt lộ ra vẻ ung dung thoải mái, không mảy may sợ hãi. Mars híp mắt lại trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, lẽ nào Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới 6 sao? Nhưng hắn lại không cảm nhận được từ trên người Tiêu Chính Văn luồng sức mạnh ấy. Ngược lại, luồng sức mạnh trên người Tiêu Chính Văn vô cùng nhạt nhòa, giống như còn chưa đạt tới cảnh giới chiến thần. Đây tuyệt đối là một loại ảo giác. Tiêu Chính Văn, bọn tao đều là long soái cấp 5 sao thật, nhưng có một tin tức không tốt muốn nói với mày, thật ra long soái cấp 5 sao cũng không phải là cực hạn của cảnh giới chủ soái. Có thể mày cũng không biết. Thật ra trên long soái 5 sao còn có 6 sao. Hôm nay, nếu mày không tự mình ra trận, có lẽ bọn tao sẽ không chết thảm dưới lửa đạn của mày, nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Schiller lạnh lùng bật cười ha ha rút thanh kiếm dài ra. Không sai, rất đáng tiếc phải thông báo với mày, Mars đã đột phá lên cảnh giới 6 sao, vậy nên hôm nay mày nhất định phải chết cùng bọn tao. Kai đứng ở một bên nở nụ cười độc ác. Ba người bọn chúng tạo thành hình tam giác, với Tiêu Chính Văn ở giữa. Tiêu Chính Văn tỏ vẻ vô cùng đồng cảm nhìn ba kẻ này. Trong mắt bọn chúng, cấp 6 sao đã là đỉnh của chóp, nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn, 6 sao hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chương 1149 6 sao lợi hại lắm sao? Chết đi! Dứt lời Kai vung thanh kiếm lên, đâm thẳng vào giữa lưng Tiêu Chính Văn. Theo hắn thấy, dù thế nào Tiêu Chính Văn cũng không phải là đối thủ của Mars cảnh giới 6 sao. Mặc dù giết chết Tiêu Chính Văn, bọn chúng cũng khó mà thoát chết nhưng dù sao cũng tốt hơn bị Tiêu Chính Văn hành hạ đến chết ở chỗ này.
Ánh mắt Mars không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, dường như đang đợi Tiêu Chính Văn né tránh mũi kiếm của Kai. Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn vẫn đứng sừng sững tại chỗ, có vẻ như vẫn chưa cảm nhận được thanh kiếm của Kai đang đâm tới ở phía sau. Trên mặt Sinler lộ ra vẻ mặt vui mừng. Giờ khắc này, thanh kiếm của Kai chỉ còn cách người Tiêu Chính Văn không tới nửa mét, mọi người đều là long soái cấp 5 sao, Tiêu Chính Văn có muốn tránh cũng không thể tránh nữa rồi. Chết đi! Kai nhìn thấy Tiêu Chính Văn bỏ qua thời cơ tốt nhất để né tránh, trong mắt lóe lên tia sáng. Lẽ nào Tiêu Chính Văn bởi vì sợ Mars nhân cơ hội ra tay nên không dám manh động? Mà cho dù Tiêu Chính Văn trốn hay không trốn thì cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Nhưng đúng vào lúc thanh kiếm chỉ còn cách người Tiêu Chính Văn tầm 3 cm, mũi kiếm của hắn đã chuẩn bị đâm vào anh thì đột nhiên bị dừng lại. Cho dù Kai có dùng lực thế nào, thanh kiếm ấy cũng không tiến thêm được một chút nào nữa. Xung quanh Tiêu Chính Văn dường như có một bức tường không khí vô hình, ngăn chặn thanh kiếm của hắn lại. Việc này là sao, sao lại như thế này? Kai đã liên tiếp thử mấy lần, cuối cùng thanh kiếm vẫn không thể tiến lên được, lúc này hắn mới hơi hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn. 6 sao lợi hại lắm sao? Dường như Tiêu Chính Văn hoàn toàn không chú ý tới Kai, chỉ mỉm cười híp mắt nhìn về phía Mars. Lúc này, bầu không khí trên chiến trường bỗng trở nên quỷ dị. 3 kẻ vừa nãy còn tràn đầy hy vọng kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng với mình, bây giờ tâm trạng lập tức rơi vào vực sâu. Bức tường không khí bảo vệ Tiêu Chính Văn đã nói lên tất cả, Tiêu Chính Văn đạt tới cảnh giới Thiên Vương. Chỉ có cường giả ở cảnh giới Thiên Vương mới có thể điều động sức mạnh tự nhiên như vậy. Đối mặt với cảnh giới Thiên Vương, long soái cấp 5 sao hay 6 sao gì đó cũng chỉ là rác rưởi. Mày đã đạt tới cảnh giới đó rồi sao? Mars bất giác lùi về phía sau một bước, hắn rất muốn bỏ chạy nhưng giờ đã không còn chỗ nào cho hắn trốn nữa. Cho dù có 7 vị long soái cấp 5 sao bao quanh Tiêu Chính Văn cũng vô ích. Một đám người năng lực chiến đấu chỉ đến mức 5 sao vụn vặt, hoàn toàn không thể cản lại một cường giả Thiên Vương. Rất bất ngờ sao, không chỉ có bọn mày đang tiến bộ, người khác cũng đang tiến bộ. Nhưng tính mạng của bọn mày cũng chỉ có thể đến đây thôi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, khẽ cong ngón tay, đẩy lên trên thanh kiếm của Kai. Keng! Chương 1150 chết một cách thoải mái. Ngày sau khi âm thanh giòn giã vang lên, Kai phát hiện bản thân hoàn toàn không nắm được thanh kiếm trong tay nữa, thậm chí đến cả cánh tay cầm thanh kiếm cũng bị một lực vô cùng mạnh đánh gãy. Mà thanh kiếm cũng bay lên không trung. Chỉ khẽ đẩy một ngón tay đã có lực mạnh tới vậy sao? Giết! Khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt Mars chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, hắn đã không có khả năng giết được Tiêu Chính Văn, vậy thì ít nhất hắn cũng phải khiến anh bị thương nặng. Lúc này, Mars giống như một con dã thú đã phát điên bất chấp sống chết vồ lấy Tiêu Chính Văn. Cho dù phải dùng miệng để cắn, hắn cũng phải cắn bằng được một miếng thịt của Tiêu Chính Văn. Sinler cũng hùa theo hắn lao về phía Tiêu Chính Văn như phát điên. Chỉ có Kai vẫn đang ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn, hắn hoàn toàn bị sức mạnh đáng kinh ngạc mà Tiêu Chính Văn vừa bộc phát dọa sợ ngu người. Phập! Ngay khi đám người Mars lao về phía Tiêu Chính Văn, một con dao quân đội 5 cạnh lóe lên ánh sáng lạnh lùng đã xuyên qua trái tim của Mars. Mars chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh, tốc độ quá nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của đạn bắn. Trước khi Mars kịp hoàn hồn, con dao quân đội 5 cạnh đã xuyên ra sau lưng hắn rồi tấn công mục tiêu tiếp theo. Sinler mới đi được 2 bước, đột nhiên cảm giác có cơn gió nguy hiểm sau lưng, hắn vừa định xoay người, lại bất ngờ cảm thấy lồng ngực lạnh băng, sau đó dường như có thứ gì đó xuyên qua cơ thể hắn. Con dao quân đội 5 cạnh xuyên qua ngực của Sinler. Sau đó đâm vào Kai phía sau Tiêu Chính Văn với một góc độ vô cùng kỳ lạ. Kai nhìn rõ ngôi sao lạnh lẽo đang bay đến từ xa là gì, cơ thể hắn khẽ run lẩy bẩy. Phụt phụt phụt. Một dòng máu gần như đồng thời tuôn ra từ cơ thể 3 người bọn chúng. Ngay sau đó, đám người Mars lần lượt ngã xuống đất. Chỉ là bọn chúng vẫn chưa chết,
nhưng toàn thân lại không thể cử động, thậm chí nhúc nhích ngón tay cũng hoàn toàn không làm được. Tiêu Chính Văn, mày còn muốn gì nữa? Giết bọn tao đi, để cho bọn tao được chết một cách thoải mái. Mars tuyệt vọng hét lên với Tiêu Chính Văn. Thực ra, đối với bọn chúng, cái chết tuyệt đối không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất bọn chúng còn chưa biết. Rõ ràng Tiêu Chính Văn có thể giết bọn chúng, nhưng anh lại giữ lại một hơi thở cho bọn chúng. Nhất định không phải Tiêu Chính Văn muốn tha cho bọn chúng một con đường sống, mà anh muốn khiến bọn chúng chết một cách đau đớn hơn. Tay của bọn mày đã thấm đẫm máu của dân chúng Hoa Quốc, nếu để bọn mày chết như vậy, thì quá hời cho bọn mày rồi, ít nhất, trong thời gian ngắn bọn mày sẽ không thể chết được. Sau khi nói xong, Tiêu Chính Văn vẫy tay với quân Phá Long ở đằng sau, rất nhiều binh lính của quân Phá Long lập tức xông lên, họ đặt ba cây thánh giá trên mặt đất, rồi khiêng đám người Mars lên cây thánh giá. Những chiếc đinh thép dài hơn 1 mét đã đóng đinh ba người bọn chúng vào cây thánh giá. Dùng nước muối để khử trùng cho bọn chúng mỗi ngày, chờ đến lễ cúng 7 ngày của những người dân đã chết ở thành Cẩm Quan, sẽ mổ bụng của bọn chúng, dùng tim gan của bọn chúng để tế hàng vạn người dân vô tội của thành Cẩm Quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.